gì đây? À, là trang tô màu bằng ngón tay nè. Bên trong này có một bảng màu rất sặc sỡ luôn. Và wow, rất nhiều bức tranh đẹp luôn mấy bạn ơi. Bức tranh con công nè, xe đạp, gấu ngồi xích đu, con nai, kem ốc quế, hươu cao cổ. Wow, bức tranh nào cũng đẹp ơi là đẹp luôn. Nãy mình nhìn bức tranh con công là thích liền, nên mình sẽ tô bức tranh con công này nha. Lấy màu ra tô bức tranh thế nào? Mỗi màu sẽ đựng trong một hộp riêng như thế này. Mình ấn ngón tay vào hộp màu, rồi tiếp tục ấn ngón tay vào bức tranh để trang trí bức tranh thôi. Như thế này nè, rất là dễ luôn. Đuôi chim công có rất nhiều màu sắc sặc sỡ, nên mình sẽ phối màu sắc ngẫu nhiên đan xen vào với nhau. Màu tím, màu hồng, màu xanh. Mình sẽ phủ đầy những dấu ngón tay màu sắc lên toàn bộ đuôi chú chim công này. Chỉ còn vài dấu ngón tay nữa thôi là bức tranh của mình hoàn thành rồi nè. Wow, tô màu bằng ngón tay vui quá nè.